Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, từ đêm nay, từ khu vực Bắc Bộ xuống đến Tây Nguyên sẽ có mưa dông, ban ngày thì nắng, trong khi đó Nam Bộ thì mưa giảm và cục bộ có nắng nóng. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m đang hoạt động mạnh, nên Bắc Bộ từ đêm nay nhiều nơi sẽ có mưa vừa và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 cho tới 30mm, cục bộ sẽ có những nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo là sấm sét và gió giật mạnh sẽ đi kèm, cùng với đó là sạt lở ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp. Ngày mai thì toàn miền trời sẽ nhiều mây và có nắng, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Đêm nay và ngày mai thì nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông, cục bộ sẽ có mưa to với lượng mưa khoảng 70mm và có nơi thì trên cả 70mm. Các tỉnh thành ven biển thì cần phải đề phòng với lốc xoáy. Nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Trong ngày thì sẽ có nắng mây đan xen. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, ban ngày có nắng nhiều hơn với nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Nam Bộ mưa giảm dần, phổ biến dưới khoảng 30mm, thì ở Tây Nguyên chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm. Bà con ở đây thì cần phải đề phòng với sạt lở và lũ quét. Nhiệt độ tại Tây Nguyên ngày mai cũng sẽ cao, dao động quanh khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Còn với Nam Bộ thì nắng nhiều, với mức nhiệt khoảng từ 32 cho tới 35 độ. Cục bộ miền Đông sẽ có nắng nóng trên 35 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Ngoài khơi, huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh khoảng từ cấp 6 cho tới cấp 7. Còn quanh huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Và như thường lệ, của bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.